Rồi xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình làm video lại chia sẻ về cái vấn đề đó là chăm sóc những cái mai này nè các bạn. Từ khi mà lúc mà trồng cái phôi nè thì mình chủ yếu các bạn không có cho mà nó ăn phân dữ vậy ha. Lúc mà khi mà chúng ta mua về hoặc là chúng ta đào lên á thì bắt đầu mình sẽ bấm rễ lên mình trồng lại nè ha. Thì nó ra các bạn thấy không, mịt mù vô nè. Nhưng mà mình vẫn để như vậy. Cái này hồi mình sẽ tiến hành mình phun để trừ sâu ha các bạn. Tại vì cái này cũng là cái phôi thôi, để nửa dọn lại ghép thôi. Qua này qua năm cánh thôi các bạn ơi. Nè. Thì hiện tại mình đã cho cây này nó ăn phân được khoảng hai lần rồi các bạn. Đương nhiên lần trước mình đã cũng đã chia sẻ đó thì cái này các bạn. Thì đối với trồng cây phôi á. Thì đối với trồng cây phôi á các bạn. Thì chủ yếu là mình sử dụng cái cơm cát với Adonis nè, mới chảy hồi mình này mình pha mình tưới gốc ha. Các bạn, cơm cát với Adonis nè. Thấy không? Này nãy có con bịch nó lủng nó chảy ra các bạn ơi. Rồi đây. Thì khi mình dùng cái phôi thì mình sẽ sử dụng hai cái loại này. Khi mà nó ra tầm khoảng một lá các bạn, hai lá, ba lá, bốn lá, năm lá, cỡ năm cặp lá vậy các bạn. Cỡ một lá hai lá cỡ năm lá đi, tính cặp cho nó buộc cặp lá thì nó tầm khoảng 10 lá đó, nó ra cỡ tầm khoảng 20 thì bắt đầu mình mới cho ăn phân ha. Nó thì ăn phân đó thì trong cái giai đoạn này nè, khi mà từ lúc trồng ấy, khi mà nó phát hiện nó mạnh lên thế này nè thì chúng ta hãy cho ăn phân, nó không có cần thiết các bạn. Tại vì sơ dừa nó cũng có một lượng phân nhỏ cũng mà, nhưng mà chúng ta để lâu á, là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng vàng lá vàng xanh ha, nó bị thiếu vi lượng ha. Thì đối với cái trường hợp này chúng ta vẫn có thể sử dụng N3M nè các bạn. Thì hiện tại thì bây giờ những cái mai này nè mình sẽ sử dụng N3M, có thể cộng với Atunis để mà chúng ta tưới ha các bạn. Đó. Thì cũng có nhiều anh em người ta hỏi về cái vấn đề này, mình cũng đã chia sẻ, thì bây giờ hôm nay mình chia sẻ lại thôi. Đó các bạn thấy không, thì đây là N3M, nó có dung cái lượng, nó là cái loại phân bón thôi nè. Rồi nè các bạn, 11% đạm nè, 3% mà lăng nè, và 2,5% kali nè. Đó, còn ngoài ra thì nó có chung cái lượng ở dưới nữa ha, bạn thấy không? Đó rồi đó các bạn, thì đó là những cái mình xin chia sẻ với các bạn ha. Thì Atonis với cơm cát nè là chúng ta đối ngồi mới trồng một cây mai phôi mà nó phát triển các bạn, thì các bạn đừng có thấy xanh như thế này mà chúng ta vậy ha, cây nó cũng chưa có phát triển bộ rễ ổn định nhiều luôn nha các bạn, nó chỉ mới ra rễ thôi đó, tại vì cái mai nó ra rễ cũng rất là chậm nha. Thì chúng ta nên á, không có nên mà lơ là để chúng ta chăm sóc được cái mai được tốt hơn. Nó thì đối với như cái mai này thì nó thấy xanh gì chứ nó rễ nó cũng không có mạnh đâu các bạn, có những cái rễ chúng ta bấm nó chưa có ra, và những cọng rễ nó đã ra rồi thì những cọng rễ nó làm nhiệm vụ đảm nhiệm hút chất dinh dưỡng thì nó phát triển mạnh, còn những cọng rễ mà nó chưa có ra các bạn thì nó bắt đầu nó mới kéo đầu sẹo hoặc là nó ra chút đỉnh thôi. Thì khi mà nó ra như thế này nè thì bắt đầu nó quang hợp nè, thông qua quá trình lấy khí carbonic nó quang hợp để nó tạo ra cái dinh dưỡng và nó cung cấp lại cho bộ rễ, thì từ đó một bộ rễ chúng ta phát triển. Nhưng mà để theo cái kinh nghiệm của mình và trồng mai các bạn thì chúng ta nên kết hợp lại N3M là chúng ta đừng có nên bỏ cái loại kích thích sinh trưởng kích rễ này nha. Thì đối với khi mà chúng ta trồng mà khi mà hai cái loại này nè là chủ lực ha, thì khi mà cây nó phát triển tầm khoảng một gang tay chúng ta thì cái đọt các bạn thì chúng ta có thể không sử dụng cái cơm cát nữa mà chúng ta sử dụng Atunis cộng với M3M thì nó sẽ tốt hơn các bạn. Thì cũng cứ định kỳ chúng ta một tuần lễ hoặc là tầm khoảng 10 ngày thì chúng ta tưới một lần, nó vừa ổn định bộ rễ giúp cho bộ rễ nó phát triển mạnh lên thêm, và cái thứ hai là cung cấp lại cái dinh dưỡng giúp cho cây nó có đầy đủ dinh dưỡng để nó phát triển ha các bạn. M3M nè, nó thì nó là ok luôn rồi các bạn. Đó, ngoài ra thì nếu mà các bạn có những cái loại phân nào hay hơn đó, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng, mà ngoài những thành phần chính đó là đạm lăng kali ra thì nó còn có chung lượng là ok các bạn. Thì hiệu hiệu thuốc hiệu phân đâu nè thì nó có rất là nhiều. Xung quanh nó thì nó cũng đạm với lăng với kali các bạn đó. Đây là cũng là những cái loại chủ lực thôi. Rồi đó các bạn, thì đó là những cái chia sẻ của mình. Thì chăm sóc cái mai này tầm khoảng
chắc khoảng vài tháng nữa thì mình sẽ tiến hành ghép các bạn. Bộ rễ nó ổn định thì mình sẽ ghép, lúc đó thì chúng ta ghép vô vô từ cây, nó không bao giờ bị suy cái tình trạng giống như khi có thể nhiều anh em ta gặp phải, đó là khi mà chúng ta ghép vô cái mai chúng ta nó bị đờ, bị đứng luôn các bạn, đó là bộ rễ nó không có phát triển lên nữa. Thì chúng ta sử dụng cái Atunis cộng với cơm nào ba màng này thì khỏi lo cái vấn đề đó ha. Thì đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Ngoài ra thì rồi đấy, tháng 1 đến tháng 5 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng kết hợp hai thằng này ha, từ tháng 1 đến tháng 6 xin lỗi các bạn, là cuối tháng 5 các bạn, là đầu tháng 6 chúng ta ngưng, tại từ tháng 6 mà tới tháng 9 thì chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển qua chúng ta bón để chúng ta nuôi cái nụ rồi các bạn. Thì làm đó là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn về cách sử dụng cơm cát Atunis và N3M ha. Thì hy vọng các bạn sẽ sử dụng để chăm sóc tốt cái mai của mình. Ngoài ra thì chúng ta nên chú trọng đối với cây phôi, hồi mình sẽ tiến hành mình phun thuốc luôn các bạn, tại vì cái này là nó cái lá cũng phát trong phát triển các bạn thấy không, này mình sẽ vẽ ra một cái lá cho các bạn xem, bạn thấy không, lá nó rất là xanh ha, xanh mượt rất là đẹp hay các bạn. Nó thì khi mà chúng ta sử dụng như này thì cái bộ lá chúng ta nó rất là đẹp hay các bạn đó. Ngoài ra thì chúng ta nên chú trọng đến công tác đó là sâu ha, phòng trừ sâu nè. Sâu thì nó cũng dễ trị nhưng mà bọ chỉ nữa các bạn. Bọ chỉ thì nó mà phát triển rất là mạnh ha. Thì bước qua đầu mưa này có thể nó giảm lại các bạn. Cho nên cái công tác chúng ta phòng trừ bọ chỉ nó cũng mà được nhẹ bớt rồi. Bọ chỉ thì nó chỉ phát triển cái mùa nắng thôi. Mùa nắng nóng thì nó phát triển rất là mạnh ha. Đó, thì đây là cây mai của mình đang nuôi ha các bạn, để chuẩn bị vào ghép. Thì đó là những cái kinh nghiệm mình xin chia sẻ ha. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là khi mà chúng ta trồng cây phôi thì chúng ta nên sử dụng hai cái loại này kết hợp với nhau. Cái này thì chúng ta pha tầm khoảng 30 lít nước cho hai gói này, thì chúng ta tưới định kỳ cho cây. Khi mà nó phát triển ra tầm khoảng 1 gang tay thì chúng ta chuyển qua N3M cộng với Atunis này các bạn. Đó, thì ở trên cái này nè, chúng ta nên đọc kỹ cái cách sử dụng ha. Này nó có để nè, tưới gốc nè, 20mg cho 10 lít nước sạch ha. Thì chúng ta pha cái cơm cát vô đó, để vừa cung cấp dinh dưỡng vừa cái nuôi lại tiếp tục bộ rễ, để bộ rễ chúng ta phát triển thì cây chúng ta lập tức nó sẽ mạnh thôi các bạn. Đó là những cái chia sẻ của mình. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể kết hợp cơm cát vô để chúng ta pha tưới ha. Rồi, xin chào các bạn ha. Thì mọi ý kiến thắc mắc các bạn không hiểu thì xin hãy để trong phần bình luận, mình xin trả lời cho tất cả các bạn ha. Đó thì đó là cái cách chăm sóc cây mai của mình ha các bạn. Đó. Để cái cây nó được cái bộ lá xanh tốt nè, các bạn thấy không? Rất là xanh ha. Đó. Rồi, đây là cây phôi thôi các bạn. Rồi xin chào các bạn. Nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh và để tạo động lực để làm những video tiếp tục và chia sẻ các bạn ha, và cũng như là giao lưu những cái giống mai đẹp ha các bạn. Rồi xin chào các bạn.